Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 12 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin phân tích về chiến tranh mậu dịch và phóng sự tang lễ cố chuẩn tướng Phạm Duy Tắc Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích Kinh tế tài chánh với tiến sĩ Tạ Cư Hải và Võ Thanh Nhân. kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc tiến sĩ tạ cư hải để tìm hiểu về vấn đề mà chiến tranh mậu dịch của hoa kỳ và trung cộng và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, trước hết xin à, kính chào anh hải xin kính chào anh võ thành nhân và kính chào quý khán giả của svtn khi mà chúng ta nói chiến tranh mậu dịch gần như nó bị bảo hòa rồi những cái tin tức của chiến tranh mậu dịch nó không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán nhiều nữa cái điều đó là đúng sự thật là cái sự bảo hòa nó giữa mỹ kinh tế Mỹ thị trường chứng khoán và kinh tế của Trung Quốc. Tức là nó bảo hòa như vậy là nó có những nguyên nhân. Nó có nguyên nhân là mục đích là nước nào Trung Quốc hay là Hoa Kỳ hay bất cứ một nước nào trên thế giới cũng đều muốn uh, tiếp tục có cái sinh hoạt kinh tế tốt đẹp để cho cái sự cường uh, mạnh mạnh khỏe của của nước của họ. Thì cái điều đó dù thế nào đi nữa bằng cách này hay cách nọ cái bảo hòa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và cái thị trường chứng khoán của Mỹ là cái điều hết sức quan trọng đối chẳng những với nước Mỹ mà đối với Trung Quốc nữa và khi mà có một cái tin đó, nó nói rằng là Mỹ và Trung cộng sẽ có những cái thỏa thuận về vấn đề mậu dịch đặc biệt nhất là vấn đề nông nghiệp là Trung cộng sẽ mua một số những cái thực phẩm giống như là đầu nành hoặc là những cái sản phẩm về nông nghiệp của Hoa Kỳ nhưng mà chuyện đó nó có thật sự nó xảy ra không? Tại vì họ nói rằng sau ngày 15 tháng 2 tháng 12 sẽ có những cái tin tức mà có liên quan đến mùa dịch và có lợi cho nền nông nghiệp Hoa Kỳ. Có đúng như vậy không Chào Tư anh? Cái, cái điều mà, mà Trung Quốc sẽ mua một, một số uh, sản phẩm về nông nghiệp của Hoa Kỳ đã hứa hẹn nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà Trung Quốc uh, chưa có, có uh, uh, thi hành một cách uh, đàng hoàng. Uh, và cái điều đó tới giờ phút này chưa có xảy ra. Uh, nhưng mà nước Mỹ và Trung Quốc đang có cuộc hòa đàm à, về mậu dịch à, trong nhiều tháng qua thì đang cũng vẫn tiếp tục ở giai đoạn 1. Cái giai đoạn 1 đó đã đem lại cái kết quả tốt đẹp là à, mà quý vị đã thấy là kinh tế Mỹ tiếp tục đi lên và kinh tế Mỹ với thị trường chứng khoán của Mỹ nó đi song hành với nhau. À, mà dường như là quý vị thấy rõ là kinh tế Mỹ à, nó không có đi xuống mà thị trường chứng khoán cũng không có đi xuống cứ tiếp tục đi lên và điều đó là cái hứa hẹn rất là chắc chắn cho nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển và do đó nước Mỹ sẽ tiếp tục được cường thịnh. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà chúng ta thấy cái những cái thỏa thuận những cái buổi họp những cái chương trình mà làm thế nào để cái vấn đề mà mâu dịch của Hoa Kỳ và Trung cộng à, nó diễn ra theo những cái lộ đồ mà à, giống như chúng ta mong muốn đó thì chúng tôi lại thấy rằng nó đã kéo dài và nó có thể nó kéo dài đến một cái giai đoạn là người ta chờ cho cuộc bầu cử của tổng thống Hoa Kỳ xảy ra vào năm 2020 thì cái sự thật nó mới bắt đầu nó đến cái giai đoạn nó gọi là phase 2. Ừ. Có đúng như vậy không dạ thưa anh anh Hải. Người ta tiên đoán nhiều nhiều vấn đề nhưng mà vấn đề à, của kinh tế Mỹ hay là kinh tế của Trung cộng nó vẫn đi đôi với vấn đề chính trị nữa. Và chính trị của Mỹ là chính trị hiện tại là cuộc bầu cử năm 2020 tháng 11 tôi nghĩ. À, thì cái cuộc bầu cử đó À, tới giờ phút này trung cộng cũng vẫn còn hy vọng là từ đây tới ngày bầu cử thì trung cộng có thể à, sống sót được là bởi vì nhờ mỹ cũng đáng đo về cái vấn đề tranh cử trong cái kỳ sắp tới à, chính vì vậy mà trung cộng cố kéo dài ra cứ bữa nay xây đồng ý và tuần sau thì thì lại lơ đi rồi đưa ra cái yêu sách khác vân vân đó, bởi vì là trong đợi và của sự bầu cử để coi cái tin tức ra thế nào và tới giờ phút này thì à, quý vị thấy là cái cái cuộc mà tiếng việt này nghe cũng lại là đàn hạt cái gì của tổng thống à, của à, tổng thống tổ tổng thống dạ. à, nó chưa có ngã ngủ. À, cho nên nhưng mà à, về phía đảng cộng hòa thì có nhiều hy vọng rằng là à, sẽ chất lớp không có cái, cái cái gì mà mà để trút phế ông ông tổng thống donald trump được à, chính vì vậy mà trung cộng có vẻ à, muốn kết thúc cái cái cuộc um, cái giai đoạn một của cái cuộc đấu tranh về mậu dịch với với nhau đây thì quý vị thấy là à, riêng hiện tại cái điều quan trọng đối với cái cái hiệp ước và quan trọng đối với mỹ là giữa mỹ mexico và canada tại thì, sao vậy cái nó quan trọng là bởi vì nó nó bổ túc cho cái ngành du lịch rất là quan trọng mà ngành du lịch trong năm 2018 vừa rồi đó, thì nó đem lại cho Mỹ là 256 tỷ Mỹ kim, à, 256 tỷ Mỹ kim rất là lớn à, và nó chiếm 10% so với tổng số của tất cả sản phẩm à, xuất cảng của nước Mỹ, cho nên nó rất là quan trọng như vậy là cái NAFTA nó quan trọng hơn là như tất cả những cái khác chung nó, quanh đang xảy ra cho vấn nó, đề nó thực kinh tế, tế của Hoa Kỳ. Đúng. Nó... nó thực tế hơn, nó thực tế hơn là bởi vì nó gần gũi. Cái chuyện này nó truyền thống rất là lâu rồi là từ Canada bước qua Mỹ chỉ bước qua cái bờ rào thôi và từ Mexico bước qua Mỹ không có bờ rào nó cũng bước và có bờ rào nó cũng bước như thường. Thì quý vị thấy đó là cái điều quan trọng là, là sống chết của nước Mỹ một cách rất là trung thực còn đối với châu âu hay là thế giới thứ ba nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà nó phức tạp hơn nhiều nó có tính cách toàn cầu và những sự cái kích thích toàn cầu nó bị nhiều thứ ảnh hưởng khác giống như là trung cộng gây ảnh hưởng rất nhiều là tại nước úc chẳng hạn hay là nước Tân tây lan hay là các nước phi châu hay các nước nam mỹ vân vân à, để tạo nhưng mà cái 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 âm mưu cái ý đồ của của trung cộng à, muốn làm khống chế tất cả toàn cầu đó đã bị Mỹ uh, uh, phá vỡ phá vỡ cái yeah. mà quý vị thấy uh, Trung cộng hiện bây giờ đang ở trong hoàn cảnh rất là khó khăn về kinh tế mà chỉ có Mỹ mà nói một cách khác nữa chỉ có tổng thống Trump có thể làm được chuyện đó mà thôi. Yeah. Và khi mà chúng ta nói tới cái kinh tế của Hoa Kỳ đó thì à, tiến sĩ tại cửa Hải có một cái nhìn như thế nào về vấn đề mà ảnh hưởng của kinh tế của Mỹ hiện nay nó nó stable đó, hoặc là nó đang ở một tiệm tiến để mà nó tăng trưởng đó, cái giá dầu, cái giá xăng có phải đó là một trong những cái mà sẽ làm cho cái mùa lễ kỳ này ấy? nó có những cái niềm tin là người ta cảm thấy là sẽ vui và hạnh phúc để mà mua sắm hay không vậy? Cái kỷ nghệ dầu của thế giới nói chung và mà... À, và của mỹ nói riêng thì vẫn là một cái nhu cầu à, rất là quan trọng mà tiếp tục cho việc giao thông tại trên thế giới cũng như tại nước mỹ à, mặc dù người ta phát triển cái ngành điện à, để mà chế xe hơi điện nhưng mà thiệt sự nó không có đi kịp với cái, cái, cái nhu cầu à, và chính vì vậy mà nước mỹ rất là phát triển về khai thác dầu à, mà chỉ có ông trump mới làm được nước mỹ dẫn đầu cả thế giới À, trong giai đoạn này và trong tương lai à, và đó là cái vấn đề mà à, thành công của tổng thống Trump để bảo bảo đảm cho kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển trong thời gian sắp tới và ngoài ra thì nước Mỹ à, vẫn là cái nước dù hiểu thế nào đi nữa vẫn là một cái nước lãnh đạo à, trên toàn thế giới à, về kinh tế quân sự chính trị vân vân chính vì vậy mà nước Mỹ luôn luôn là cái nơi mà cả thế giới nhìn vào để hy vọng hoặc là đau khổ và nước Mỹ luôn luôn uh, bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ chẳng những quyền lợi nước Mỹ mà còn bảo vệ những cái quyền lợi của thế giới của các uh, quốc gia trên thế giới uh, đối với cái sự uh, âm mưu xâm lấn của về kinh tế nói riêng uh, của Trung Quốc và về quân sự uh, của Nga. Yeah. À, xin được cảm ơn tiến sĩ uh, Tại Cửa Hải. Dạ. Yeah. À, cảm ơn Võ Thành Nhân và cảm ơn uh, quý khán giả của uh, SBTN. À, kính thưa quý uh, ở chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Tại Cửa Hải đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại uh, tiến sĩ Tại Cửa Hải và quý vị uh, vào kỳ sau.